Lá đu đủ có tác dụng chữa bệnh gì? Cách sử dụng lá đu đủ an toàn. Ngày nay nhiều chế phẩm từ lá đu đủ, chẳng hạn như là trà, viên nén chiết xuất và nước trái cây thường được sử dụng để tăng cường sức khỏe và điều trị bệnh. Vậy lá đu đủ có tác dụng gì tốt cho sức khỏe và trị được những bệnh gì? Hãy cùng Diệp tìm hiểu trong video của ngày hôm nay. Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày. Và nếu bạn quan tâm tới chủ đề tác dụng của lá đu đủ, chữa bệnh gì và sử dụng như thế nào thì hãy để lại một bình luận tích cực ở phía cuối video để Diệp có thể được tương tác và hỗ trợ bạn nghe nhé. Trong video của ngày hôm nay sẽ có các phần chính như sau. Phần 1. Lá đu đủ có tác dụng gì trong điều trị bệnh? Phần 2. Cách dùng lá đu đủ trong điều trị bệnh? Ngay bây giờ hãy cùng Diệp đi vào nội dung đầu tiên nhé! Theo Đông y, lá đu đủ có vị hơi đắng, mùi hắc, tĩnh hàn, giúp thanh nhiệt, mát gan, giải độc, bổ tỳ và nhuận tràng. Theo Tây y, lá đu đủ chứa alkaloid có tác dụng giống hợp chất glucosid của dương địa hoàng, họ hoa mõm chó như là làm chậm nhịp tim, diệt trùng và biến hình amit. Nếu bạn đang thắc mắc lá đu đủ có tác dụng gì với cơ thể của con người, hãy tham khảo những lợi ích sau đây trong việc điều trị bệnh của lá đu đủ. Thứ nhất là điều trị sốt rét. Theo một nghiên cứu, bệnh nhân sốt rét dùng lá đu đủ mỗi ngày sẽ giúp tăng các tế bào hồng cầu và giảm số lượng ký sinh trùng trong cơ thể. Điều này có thể dẫn đến sự phục hồi nhanh chóng của gan. Thứ hai là giảm nhẹ rối loạn kinh nguyệt. Lá đu đủ được áp dụng trong điều trị các vấn đề về kinh nguyệt của phụ nữ. Thông thường, trà hoặc thuốc sắc được làm từ lá đu đủ rất hữu ích để điều trị các triệu chứng của hội chứng tiền mãn kinh nguyệt như đau đầu, đau bụng, khó tiêu, buồn nôn. Đặc biệt, chúng làm giảm tình trạng đầy hơi. Thứ ba là duy trì sức khỏe gan. Trong một số nghiên cứu, người ta nhận thấy đặc tính chống oxy hóa và vitamin E của lá đu đủ có thể hỗ trợ tốt cho gan. Thứ tư đó là hỗ trợ hệ tiêu hóa. Lá đu đủ chứa các enzyme như proteinaspartan và chicopartan hỗ trợ protein và tiêu hóa carbohydrate. Điều này có tác dụng giảm ợ nóng đầy hơi, hội chứng ruột kích thích bởi táo bón. Thứ năm đó là điều trị sốt xuất huyết. Theo một nghiên cứu, chiết xuất từ lá đu đủ làm hạ sốt có khả năng làm tăng cường lượng tiểu cầu ở những người bị nhiễm sốt xuất huyết. Thứ sáu đó là giảm viêm. Có nhiều bệnh gây ra do viêm như là viêm da, xơ gan, tiểu đường. Tình trạng viêm trong cơ thể cũng có thể do một số dị ứng. Đặc tính kháng viêm của lá đu đủ giúp điều trị viêm mãn tính bằng cách giảm căng thẳng, oxy hóa trong cơ thể. Thứ bảy là cải thiện độ nhạy insulin. Các hoạt chất sinh học trong lá đu đủ có tác dụng cải thiện độ nhạy insulin cũng như các biến chứng thứ phát của bệnh tiểu đường như tổn thương thận, gan nhiễm mỡ và stress oxy hóa. Trong lá đu đủ xanh có chứa các chất phytochemical như là flavone và alkaloid cùng các enzyme như là papain có tác dụng như những chất giải độc, đồng thời bảo vệ thận và gan khỏi mọi rối loạn, chẳng hạn như là tình trạng viêm. Một số bài thuốc trị bệnh từ lá đu đủ mà bạn có thể tham khảo như là: thứ nhất là dùng lá đu đủ để trị bệnh đau dạ dày. Bước 1, lấy lá đu đủ tươi hoặc 50g lá đu đủ khô. Bước 2, cho vào nồi cùng với 2 lít nước và đun sôi trong khoảng 15-20 phút. Bước 3, để nguội và sau đó uống khi mà có thể. Bài thuốc thứ hai đó là dùng lá đu đủ cải thiện tình trạng đau đầu. Bài thuốc sử dụng lá đu đủ để cải thiện tình trạng đau đầu có thể được thực hiện theo các phương pháp sau đây. 1. Là lấy lá đu đủ tươi giã nát. Bước 2 là gói lá đã giã nát vào miếng gạc. Bước 3, đắp miếng gạc chứa lá đu đủ lên hai bên thái dương. Bài thuốc số 3 đó là uống nước lá đu đủ sấy khô. Dân gian thường sử dụng lá đu đủ sấy khô để uống làm mát thanh lọc cơ thể. Bạn có thể đun nước lá đu đủ sấy khô để uống theo các bước sau. Bước 1, đun sôi 2 lít nước trong một nồi. Bước 2, cho lá đu đủ sấy khô vào nồi đun đã sôi. Bước 3, hạ lửa nhỏ, tiếp tục đun cho tới khi nước giảm còn 1/2. Bước 4, lọc bỏ bã và lá, thu được nước uống. Theo kinh nghiệm của dân gian, các bài thuốc từ lá đu đủ khá hữu dụng. Tuy nhiên, chúng ta chưa được khoa học chứng minh. Vì vậy, bạn hãy tham khảo ý kiến từ bác sĩ trước khi dùng lá đu đủ để trị bệnh. Vừa rồi, Diệp đã chia sẻ đến bạn tác dụng của lá đu đủ trong quá trình điều trị bệnh. Hy vọng rằng những thông tin mà Diệp chia sẻ trong video này sẽ giúp ích được rất nhiều người. Và nếu bạn thấy video này hữu ích thì đừng ngần ngại chia sẻ video này tới nhiều người cùng biết và cùng lan tỏa giá trị của lá đu đủ nhé. Bên cạnh đấy, bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh của Diệp để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác về sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai.